Kính chào quý vị khán giả, bây giờ là thời lượng dành cho bản tin trong nước và quốc tế của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Bản tin tối nay thứ tư ngày 5 tháng 2 có một số tin tức trong nước nổi bật sau. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2020. Mối lo về rác thải môi trường từ việc sử dụng khẩu trang y tế để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Bình Dương giữ gìn và bảo tồn nghề gốm sứ truyền thống hàng trăm năm. Thưa quý vị khán giả, sáng nay dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 1, phiên họp đầu tiên của năm 2020 trong bối cảnh vừa kết thúc Tết Nguyên đán Canh Tý và cả nước đang nỗ lực triển khai các biện pháp phòng chống dịch nCoV. Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng đánh giá cao các cấp các ngành địa phương đã tổ chức tốt, đảm bảo phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, nhất là việc chăm lo Tết cho đối tượng chính sách, người nghèo, vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Về công tác phòng chống dịch nCoV, Thủ tướng nhắc lại chủ trương có thể hy sinh một phần tăng trưởng kinh tế để đảm bảo sức khỏe, tính mạng cho nhân dân, đồng thời nhấn mạnh Chính phủ đã thành lập sớm Ban chỉ đạo quốc gia, chủ động triển khai các biện pháp toàn diện, mạnh mẽ với các giải pháp cụ thể để phòng chống kiểm soát dịch và được các tổ chức quốc tế đánh giá cao. Thủ tướng cũng biểu dương các địa phương đã triển khai triệt để các biện pháp phòng dịch. Hiện tại, Việt Nam đã phát hiện 10 ca nhiễm bệnh, trong đó đã chữa khỏi 3 trường hợp. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, Thủ tướng cũng yêu cầu cần có những giải pháp mạnh mẽ nhằm đảm bảo tăng trưởng. Có nghiên cứu ước tính ban đầu sẽ làm giảm tăng trưởng GDP quý 1 2020 khoảng 1%. Nếu tăng trưởng kinh tế Trung Quốc tiếp tục giảm sâu thì sẽ ảnh hưởng, cũng sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam. Trong bối cảnh như vậy, cái tinh thần và thái độ của chúng ta như thế nào? Đó là câu hỏi đặt ra trong trường hợp chính phủ này. Chúng ta gặp rất nhiều khó khăn ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm này, ngày 20. Nhưng mà cái tinh thần của chúng ta là không đặt vấn đề giảm tăng trưởng, chứ đặt vấn đề là điều chỉnh tăng trưởng đối với năm ngày 20. Đó là quyết tâm hệ chính trị của chúng ta. Theo chương trình, tại phiên họp, Chính phủ sẽ tập trung thảo luận giải pháp vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế với mục tiêu phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Thủ tướng Chính phủ quyết định xuất cấp không thu tiền 5 tấn chloramin B từ nguồn dự trữ quốc gia cho Bộ Y tế để cấp cho các đơn vị phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra. Bộ Y tế chịu trách nhiệm về thông tin, số liệu báo cáo, việc phân bổ tiếp nhận và sử dụng số hóa chất nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành. Đến thời điểm này, Việt Nam đã có 10 ca dương tính với nCoV, trong đó có 3 trường hợp đã điều trị khỏi và được ra viện. Thưa quý vị khán giả, những ngày qua báo chí truyền thông đã đề cập tới rất nhiều câu chuyện về chiếc khẩu trang y tế, trong đó chủ yếu là tình trạng loạn giá, khan hàng. Trong bản tin thời sự ngày hôm nay, chúng tôi lại muốn nhìn nhận về loại vật tư y tế này ở một góc nhìn khác, đó là mối lo rác thải ra môi trường với một số lượng rất lớn khẩu trang y tế đã được sử dụng. Những ngày này, khẩu trang y tế đang được coi là vật bất ly thân, không thể thiếu với nhiều người khi ra đường. Ở đâu, khẩu trang y tế cũng tràn ngập. Ngày thì thường gia đình em thay mỗi người khoảng 2 cái, khoảng 8 cái khẩu trang một ngày. Ngày như thế em sử dụng 2 đến 3 cái, thì mỗi lần sử dụng thì em vắt luôn. Như vậy, với trung bình mỗi người 2 chiếc khẩu trang một ngày, với tỷ lệ khoảng trên 50% người dân sử dụng, thì số lượng khẩu trang y tế thải ra môi trường trong những ngày qua đang là một con số khổng lồ. Hầu hết là trong các cái thùng rác nhỏ cũng như là thùng rác to mà bọn tôi đặt ở xung quanh hồ, xung quanh khu vực hồ này thì hầu như là trong cái thùng nào cũng có tương đối là nhiều khẩu trang y tế. Tất nhiên là bọn tôi không quá chú ý đến cái số lượng, thế nhưng mà hầu như thùng nào cũng rất là nhiều. Theo nhiều chuyên gia, hiện nay phần lớn người tham gia giao thông thay khẩu trang vải nhiều lớp bằng khẩu trang y tế là không cần thiết, bởi khẩu trang y tế không có nhiều tác dụng trong ngừa bụi. Khẩu trang y tế trong các cơ sở y tế, bệnh viện được xử lý theo đúng quy trình của chất thải y tế. Còn khẩu trang y tế được thải ra môi trường như hiện nay được xử lý là chất thải sinh hoạt. Vì thế, một số ý kiến cũng bày tỏ lo ngại về vấn đề ô nhiễm môi trường từ đây. Thứ nhất là nó cũng không dễ phân hủy. Thứ hai là nó ủ chứa rất nhiều những cái vi khuẩn trong cái quá trình mình thở, rồi do ẩm, do làm cái môi trường phát triển rất tốt cho các cái vi khuẩn cũng như là virus gây bệnh. Thế như thế nếu chúng ta không kiểm soát tốt thì đấy lại là một cái nguồn để gây bệnh ra môi trường.
Đại diện Bộ Tài nguyên Môi trường cũng đề xuất Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của nCoV cần sớm công bố tiêu chuẩn công dụng của từng loại khẩu trang để người dân yên tâm lựa chọn sử dụng. Khẩu trang thông thường với ai dùng, đúng không? Khẩu trang y tế thông thường với ai phải sử dụng, khẩu trang y tế chuyên dụng, cái này trong ngành y các ông chí biết hết rồi, nhưng phải công khai và quy trình tiêu chuẩn của cái khẩu trang đó để dân biết, dân sử dụng. Đeo khẩu trang đúng cách là một trong những biện pháp phòng ngừa dịch cần thiết. Tuy nhiên, cơ số khẩu trang thực sự cho mỗi cá nhân là bao nhiêu lại phụ thuộc từng cấp độ của dịch bệnh và đặc biệt là rất nên có hướng dẫn cụ thể từ cơ quan phòng chống dịch. Hôm qua, Tổng cục Đường bộ đã yêu cầu các sở giao thông vận tải tạm dừng hoạt động các tuyến vận tải khách cố định, cấp phép mới các tuyến giữa Việt Nam và Trung Quốc. Tổng cục Đường bộ khuyến cáo hạn chế khách đi phương tiện công cộng để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Đồng thời lưu ý tài xế, đặc biệt tài xế xe buýt, taxi luôn để điều hòa từ 26 độ C trở lên, giữ gìn vệ sinh phương tiện sạch sẽ, khuyến cáo hành khách hạn chế đi lại bằng phương tiện công cộng, đặc biệt xe buýt để tránh lây nhiễm bệnh. Đông xuân là vụ lúa chính của đồng bằng sông Cửu Long, chất lượng gạo tốt nên các thị trường truyền thống như Malaysia và Philippines đang đẩy mạnh mua vào, thị trường xuất khẩu gạo cũng có nhiều triển vọng hơn. Theo Tổng cục Hải quan, tháng 1 năm 2020, xuất khẩu gạo ước đạt 559,61 triệu tấn, trị giá 270,26 triệu đô la Mỹ so với tháng 12 năm 2019, tăng 12,1% về lượng và 38,96% về giá trị so với cùng kỳ năm 2019. Tăng 28,5% về lượng và tăng 38,38% về kim ngạch. Năm 2019, Việt Nam xuất khẩu sang Philippines trên 2 triệu tấn gạo. Dự kiến năm 2020, Philippines sẽ mua lượng gạo bằng hoặc cao hơn năm 2019. Thị trường châu Phi mua khoảng 1 triệu tấn gạo một năm. Malaysia sẽ nhập khẩu khoảng 500.000 tấn. Mỗi năm Việt Nam xuất khẩu sang Cuba từ 300 đến 400.000 tấn gạo một năm. Ngoài ra các doanh nghiệp còn xuất khẩu đến các thị trường khác trên thế giới. Thưa quý vị khán giả, nghề gốm sứ xuất hiện ở Bình Dương hàng trăm năm trước với rất nhiều sản phẩm thủ công truyền thống nức tiếng một thời cả trong và ngoài nước. Hiện nay tuy quy mô sản xuất đã giảm, nhưng ngành gốm sứ Bình Dương vẫn giữ được uy tín và thương hiệu của mình nhờ những bước chuyển mình phù hợp với đời sống mới, đáp ứng yêu cầu của thị trường thời hội nhập. Đầu xuân, mời quý vị và các bạn cùng đến thăm làng nghề gốm sứ Bình Dương, thưởng thức những tinh hoa bắt nguồn từ đất. Đôi bàn tay điêu luyện nhào đất, miệt mài tỉ mỉ đắp lên những chiếc lu đất mà chỉ mai kia thôi có thể sẽ chu du tận châu Âu. Nghệ nhân Quách Hữu hồ hởi chia sẻ niềm vui khi sản phẩm được khách hàng nước ngoài ngày càng ưa thích. Cơ sở gốm sứ ở phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên của ông chủ Quách Hữu mỗi năm cho ra lò khoảng 1.000 bộ lu, trong đó 60% là xuất khẩu. Rất là vui khi mà khách nó có qua lần thứ hai nữa, nó nói đồ của mày qua bển ta khen đẹp đó, mình nghe mình cũng phấn khởi. Xuất khẩu đang giúp nghề gốm sứ của Bình Dương ổn định, thế nhưng thị trường trong nước vẫn được khai thác tốt nhờ phù hợp nhu cầu của thị trường. Như lò gốm sứ của ông Nguyễn Văn Nhàn chuyên làm các mặt hàng gốm sứ thủ công đồ chơi, đồ trang trí. Năm nay Tết Con Chuột, ông Nhàn đã mày mò thiết kế, cho ra lò nhiều mẫu tượng gốm sứ hình chuột ngộ nghĩnh bắt mắt, lại gắn với các ý nghĩa phúc tài lộc nên rất hút hàng. Sản phẩm được thị trường đón nhận, người nghệ nhân cũng thấy vui và yên tâm giữ nghề. Thì mình thấy cái nghề nữa, mình cũng yêu nghề nên mình cũng không có bỏ được, cứ mình theo riết như vậy. Nữa thí dụ như lớn tuổi không làm được thì con cháu nó có theo nghề thì mình chỉ kỹ thuật cho nó. Nghề gốm sứ ở Bình Dương có từ thế kỷ thứ 19, nhờ có nguồn đất sét cao lanh chất lượng cao, dễ khai thác và nguồn nhiên liệu củi đốt dồi dào đã hình thành nên nhiều sản phẩm nổi tiếng trong và ngoài nước. Thời hưng thịnh, Bình Dương có đến hơn 300 lò gốm lớn nhỏ hoạt động, nhưng hiện chỉ còn lại 13 cơ sở. Chăn trở giữ nghề, nhiều nghệ nhân đã đưa công nghệ vào sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm để phát triển thị trường. Đưa cái sản xuất đến cái trình độ hiện đại để bà con, nhân dân chúng ta có thể sử dụng cái sản phẩm đó với một cái giá cả rất là phù hợp với cái túi tiền của mình. Sản xuất theo dây chuyền hiện đại đáp ứng yêu cầu chất lượng, mỹ thuật, môi trường được xem là cuộc cách mạng của nghề gốm sứ ở Bình Dương, đem tinh hoa từ đất, đem văn hóa Việt ra quốc tế. Song song với đó, Bình Dương cũng xây dựng chương trình bảo tồn nghề gốm sứ truyền thống, xây dựng bảo tàng gốm sứ để gìn giữ và giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống tỉnh nhà. Tiếp theo chương trình, mời quý vị đón xem một số thông tin quốc tế đáng chú ý.
nhiều tín hiệu khả quan trong quá trình điều trị cũng như kiểm soát và ngăn ngừa dịch nCoV tại Trung Quốc. Tổng thống Mỹ đọc thông điệp liên bang lần thứ 3 với chủ đề Sự trở lại của nước Mỹ vĩ đại. Liên minh châu EU bác kế hoạch hòa bình Trung Đông của Mỹ. Thưa quý vị khán giả, hôm qua Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã công bố báo cáo về dịch viêm đường hô hấp cấp nCoV hiện nay tại nước này. Theo đó có nhiều tín hiệu khả quan trong quá trình điều trị cũng như kiểm soát và ngăn ngừa dịch lan rộng. Báo cáo cho thấy tỷ lệ tử vong do nCoV tại Trung Quốc đã giảm xuống mức 2,1%, trong đó tỷ lệ này tại tỉnh Hồ Bắc là 3,1%. Đa số trường hợp tử vong là người trên 60 tuổi hoặc mắc bệnh liên quan tới tim mạch và tiểu đường. Phần lớn bệnh nhân nhiễm nCoV tại Hồ Bắc đều chỉ sốt nhẹ với số ngày nằm viện trung bình là 20 ngày trước khi được xuất viện. Số ngày nằm viện đối với các trường hợp ở ngoài tỉnh Hồ Bắc chỉ là hơn 9 ngày. Trong khi đó, số người tới cơ sở y tế để kiểm tra do sốt cũng giảm đáng kể, với con số hơn 220.000 được ghi nhận trên toàn quốc hôm 3 tháng 2. Theo số liệu thống kê chính thức tính tới hết ngày 4 tháng 2, đã có thêm 65 ca tử vong mới, nâng tổng số người thiệt mạng do nCoV tại Trung Quốc lên 490, trong khi số ca nhiễm là hơn 24.300 trường hợp và gần 900 bệnh nhân nhiễm nCoV đã được xuất viện. Hiện bệnh viện dã chiến thứ 2 tại Vũ Hán cũng sẽ hoàn tất quá trình thi công trong ngày hôm nay với khả năng tiếp nhận 1.600 bệnh nhân. Thêm một tin đáng mừng là Trung Quốc đã đạt tiến triển trong việc tìm ra phương thuốc hữu hiệu giúp điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona mới và hiện đang đẩy nhanh tiến độ thử nghiệm lâm sàng. Trong cuộc họp báo hôm qua tại Bắc Kinh, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Công nghệ Sinh học Quốc gia Trung Quốc cho biết, các chuyên gia đã tập hợp để rà soát trên quy mô lớn và có hệ thống các loại thuốc kháng virus trên thị trường. Và quá trình thử nghiệm lâm sàng cũng cho thấy tiến triển nhất định, tuy nhiên vẫn cần tiến hành thêm nhiều thử nghiệm lâm sàng để đảm bảo hiệu quả cao nhất của các loại thuốc này. Cũng tại họp báo, đại diện Cục Giám sát và Quản lý Y tế thuộc Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết đã huy động 20 bệnh nhân dã chiến từ khắp cả nước để triển khai ở Vũ Hán từ ngày 4 tháng 2, đồng thời triển khai 3 phòng thí nghiệm di động nhằm đảm bảo mọi người bệnh sẽ được khám và điều trị tốt nhất. Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác, sáng nay theo giờ Hà Nội, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đọc thông điệp liên bang lần thứ 3 và cũng là lần cuối cùng trong nhiệm kỳ Tổng thống của mình với chủ đề Sự trở lại của nước Mỹ vĩ đại tại Tòa nhà Quốc hội. Tổng thống Trump đề cập đến hàng loạt những kết quả mà nước Mỹ đã đạt được về kinh tế, thương mại, y tế, cải cách tư pháp, chi phí quân sự. Ông nhấn mạnh mình đã giữ lời hứa, không giống với những người tiền nhiệm. Tổng thống Mỹ nhắc lại việc Washington đã ký kết các thỏa thuận thương mại quan trọng với Trung Quốc và thông qua Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada, phiên bản thay thế cho Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ-NAFTA, từng gây nhiều tranh cãi. Ông cũng khẳng định đã hối thúc các đồng minh chia sẻ chi phí quốc phòng một cách công bằng hơn với Mỹ và đầu tư số tiền kỷ lục để mua những khí tài tốt nhất cho quân đội. Tôi đã thuyết phục các đồng minh đóng góp hơn 400 tỷ đô la cho NATO. Số quốc gia đáp ứng yêu cầu tối thiểu về chi phí quốc phòng đã tăng gấp đôi. Ngoài ra, về việc siết chặt tình trạng nhập cư bất hợp pháp, Tổng thống Trump khẳng định bức tường biên giới sẽ được hoàn thành vào đầu năm 2021. Ông cam kết về một triển vọng tích cực và lạc quan về tương lai của nước Mỹ. Hôm qua, Liên minh châu Âu EU đã bác bỏ nhiều phần của bản kế hoạch hòa bình mới của Mỹ cho khu vực Trung Đông, khẳng định văn bản này vi phạm các giới hạn mà cộng đồng quốc tế đã nhất trí. Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại EU Joseph Borrell khẳng định, để xây dựng một nền hòa bình đúng đắn và dài hạn, các vấn đề quy chế cuối cùng còn tồn đọng phải được quyết định thông qua đàm phán giữa hai bên. Những vấn đề này gồm biên giới của một nhà nước Palestine và quy chế cuối cùng của thành phố Jerusalem. Ông Borrell nhấn mạnh sáng kiến của Mỹ đã vi phạm các giới hạn mà cộng đồng quốc tế đã nhất trí. Bên cạnh đó, các bước sáp nhập lãnh thổ của Palestine nếu được Israel thực thi có thể gây phản ứng. Hôm 28 tháng 1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố bản kế hoạch hòa bình Trung Đông gây tranh cãi, kêu gọi giải pháp hai nhà nước, song thừa nhận Jerusalem là thủ đô không thể chia cắt của Israel. Giới chức Pháp vừa cảnh báo nguy cơ bùng phát virus gây bệnh đốm héo đối với một số loại cây như cà chua, tiêu và ớt sau khi loại virus này đã tàn phá cây trồng ở nhiều nước châu Âu thời gian qua. Cơ quan an toàn thực phẩm Pháp cho biết virus đốm héo cà chua không gây nguy hiểm cho người, song có thể đe dọa cả một vùng trồng trọt lớn khi có khả năng lây truyền từ hạt giống, cây và quả bị nhiễm bệnh cũng như qua các tiếp xúc đơn giản. Virus có thể tồn tại trong một thời gian dài mà không mất đi khả năng lây bệnh. Thông báo cũng cho biết hiện không có thuốc chữa hay kháng virus này, đồng thời đề nghị người nông dân nên tiêu hủy cây trồng tại khu vực nhiễm bệnh
và chỉ nên mua hạt giống đã qua kiểm nghiệm. Virus gây đồm héo xuất hiện tại Trung Đông năm 2014 và lan sang châu Âu vào năm 2018. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trong nước và quốc tế tối nay của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.